Mình ơi, nghỉ thôi, tôi thấy mệt rồi. Thôi, cố lên chút nữa đi mình ạ. Chứ vợ chồng mình mà không chịu khó thì không khá lên được đâu. Ôi dào, mình suốt ngày nói câu này, không có câu nào khác hay hơn à? Mình này, người ta có câu là có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Mà phải chịu khó làm ăn thì mình mới có tiền để đóng học phí cho con chứ. Rồi lại còn tiền điện nước với cả nhiều khoản chi phí khác nữa. Tôi cũng đang cố gắng làm lụng vất vả đấy chứ, có phải lười nhác đâu. Mà làm ruộng quần quật quanh năm thế, cũng có thấy tích góp được đồng nào đâu. Thế nên là làm vừa vừa phải phải thôi. Chị Lan ơi, trưa lắm rồi, chưa về nghỉ à? À, tôi định cố thêm ít nữa rồi mới về chị ạ. À, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi đấy, chị không về cơm nước cho con cái đi à? Đấy, mình thấy chưa, người ta đi làm cũng về rồi, mình cũng nên nghỉ thôi. Tôi chịu mình đấy, người ta làm việc nhà nước thì nó khác, họ hàng tháng thì hưởng lương đều đặn, mà đến khi về già còn có lương hưu nhá, thì cứ hết giờ thì người ta về thôi. Còn mình nhà nông ấy, lương thì không có, mà mình không chịu khó làm thì sau này chẳng có khoản gì để lo cho con cái đâu mình ạ. Ôi chị Lèng ơi, làm chịu khó thì cũng phải thôi, nhưng mà mình cũng phải nghỉ ngơi hợp lý để mà giữ gìn sức khỏe chứ. Còn về cái khoản lương hưu ấy thì chị cũng có thể được hưởng nhá, nếu mà chị tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế bảo hiểm xã hội tự nguyện là cái gì mà lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy nhá. Cái chị này, dạo này người ta tuyên truyền ầm ĩ trên loa đấy, chị không nghe thấy cái gì à? Bây giờ nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lắm rồi. Những người như chị nên tham gia để có khoản tích lũy khi về già. Thế chị có thể nói cụ thể hơn cho vợ chồng tôi biết được không? Thế ví dụ như là đối tượng tham gia gồm những ai, mức đóng ra làm sao và quyền lợi như thế nào hả chị? Theo quy định mới nhất của luật bảo hiểm xã hội nước ta, người đủ từ 15 tuổi trở lên nếu không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy. Cái mức đóng thấp nhất là 154.000 đồng một tháng. Những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ theo mức chuẩn nghèo ở nông thôn đấy. Các đối tượng thuộc hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo hỗ trợ 25%, còn những cái đối tượng khác ấy thì được hỗ trợ 10% đấy. Mà hình như anh chị thuộc hộ cận nghèo phải không? Đúng, gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo đấy chị ạ. Vậy thì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh chị sẽ được nhà nước hỗ trợ 38.500 đồng mỗi tháng. Và thực tế, tiền gia đình chị phải đóng là 115.500 đồng mỗi tháng. Mức đóng càng cao, nhà nước hỗ trợ càng nhiều, anh chị ạ. Nếu đóng đủ 20 năm, anh chị cũng sẽ được hưởng lương hưu như chúng tôi đấy. Cứ đều đều hàng tháng lĩnh lương hưu. Mà số tiền được hưởng chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với số tiền mà anh chị đã đóng nhá. Thế là chả ổn định cuộc sống, mà khi về già ấy thì hai anh chị không việc gì phải phụ thuộc vào con cháu. Ngoài ra ấy, tôi chỉ nói về cái lợi ích của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi nhá. Nếu người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ từ 5 năm trở lên, khi mất đi thì thân nhân của họ sẽ được hưởng mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm mất. Nếu mà theo thời điểm hiện tại là sẽ được gần 14 triệu đồng đấy. Ngoài ra, anh chị còn được hưởng trợ cấp tuất một lần tùy thuộc vào cái số năm mà anh chị đã đóng. Cứ mỗi năm tính bằng 2 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm, thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng, nhưng mức tối đa bằng 2 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Hay quá mình ơi, nghe chị Hạnh nói thế mà mình thấy nhiều lợi ích ghê ấy. Mà lao động tự do như tôi với mình đây mà cũng được hưởng lương hưu nhà nước, thế thì thích quá còn gì bằng nhờ. Thế thì mình tham gia đi mình nhỉ. Đấy, mình thấy chưa, đâu còn có đó mà, sao mình cứ phải lo làm gì. Tôi biết nhà nước vẫn thường quan tâm đến những người lao động như mình, cô Hạnh nhỉ. Chả thế, nghe cô Hạnh nói không những được hưu lương, à lương hưu mà chẳng may mình chết đi thì còn được hỗ trợ tiền ma chay, còn con cháu thì được hưởng cái trợ cấp gì gì đó ấy. Đúng rồi, trợ cấp tuất anh Tón à. Mà tuần tới nghe nói có một buổi tuyên truyền tại xã về bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy. Anh chị nên đi nghe để biết thêm những cái thông tin về bảo hiểm xã hội nhá. Ôi, thế thì hay quá.
Vợ chồng tôi cảm ơn chị nhiều nhé. Không có gì.